Hi, em ăn xin gửi lời chào tất cả chị và thân yêu. Hôm nay thứ ba ngày 14. Và hôm nay ngày rất là đẹp. Mà rất là đẹp. Ngày nay em ăn giao rất nhiều xe luôn. Từ sáng giờ đến 5 chiếc xe rồi. Và giao đi tỉnh nữa. Đó. Ngày hôm nay thì sẽ giao gần chục chiếc xe về cho khách hàng thân yêu. Mới nhất trong buổi sáng nay thì em ăn giờ này cũng đang là 10 giờ rồi. Sẽ bàn giao một chiếc Kia Karen S2014. Số tự động bản này có cửa sổ trời đấy chị. Cho chú Phúc ở trên Bình Tân. Đó. Chú mua cũng rất là nhanh. Cũng tham khảo và quan tâm bên em rất là nhiều rồi. Đấy, cũng lặn lội đi vài lần xuống bên em thì mới được một chiếc xe ưng ý. Và vừa tầm tiền. Chú mua tiền mặt luôn, Karen 2014. Giờ này thì bên em sẽ làm thủ tục bàn giao cho chú. Xe thì từ cái thời điểm chú nhận cọc đến thời điểm chú lấy xe thì đã làm đẹp, spa long lanh hết rồi. Đánh bóng, rửa dọn xung quanh xe luôn. Và hôm nay thì bên em còn về rất nhiều những mẫu xe đẹp anh chị nhé. Và tối nay lúc 7:30 thì anh chị hãy nhớ đón xem, buổi live trực tiếp của em ăn trên sóng của Alo Tô Cố Bình Dương để cập nhật nhiều mẫu xe mới nhất. Chắc chắn là ngày hôm nay vô cùng nhiều những mẫu xe đẹp. Một nữa thì cảm ơn chú Phúc đã tin dùng ủng hộ siêu thị ô tô Bình Dương. Bây giờ thì em ăn cứ xin phép sẽ không quay rất là sát, không quay sát đâu. Karen nha anh chị nhé. Ngày hôm nay rất là đẹp luôn. Ngày mà khách hàng lựa chọn xe, xe này thì mình chuẩn bị Mazda 2 này thì thứ năm giao về Cà Mau luôn. Đấy. Ở đây thì em ăn về thêm những cái mẫu xe rất là lướt nha. Một em Vios E số sàn 2019 này. Xe này mới đi có 13.000 chuẩn thôi. Em ăn chưa lên sóng luôn á. Đấy, rồi CX5 2018 này. Bản 2.0 này. Đấy. CX5 2018 bản 2.0. Chạy 30.000 chuẩn luôn. Đấy, xe mới về lúc sáng luôn chị nhá. Rồi tiếp theo một em Vios G nha anh chị ạ. Vios G 2019 bản G biển Sài Gòn mới chạy 40.000 chuẩn thôi, màu bạc luôn. Và bên trong kia em ăn còn một chiếc Vios E bản G luôn. I10 18 hôm nay cũng về một chiếc này. Đó. Thì em sẽ cập nhật cho anh chị coi. Đó. Hôm nay toàn là những xe lướt thôi. Đó. Đây là anh chị nào mình quan tâm mẫu xe nào thì alo em ạ. Anh khách đang gọi đặt trà. Để anh tự nhiên coi luôn. Đó. Rồi, cảm ơn chị và chúc tất cả anh chị và thân yêu của em ăn một ngày thứ ba thật nhiều may mắn suôn sẻ trong công việc anh chị nhé. Và mua xe cũ thì nhớ ủng hộ em ăn. Em ăn nhắc lại nhé, lúc 7:30 tối nay thì em ăn sẽ live trực tiếp. Để em ăn sẽ cho anh chị xuống dưới kia đi. Nhân tiện mà mẫu xe này bán thì em ăn sẽ giới thiệu vài mẫu xe mới nhất cho anh chị luôn nhé, để chị tiện theo dõi. Tất cả xe thì em ăn đều làm video chi tiết hết. Sau khi rửa dọn và làm đẹp xong thì đây là nhân tiện là giao ngẫu hứng thôi, giao chiếc Karen thì em ăn review luôn. Kia Soluto 2020 ngày hôm qua em ăn cập nhật rồi. Soluto chứ nhá. Đấy, Soluto 2020 số sàn bản tiêu chuẩn. Số sàn bản tiêu chuẩn. Đấy. Soluto 2020 và em này mới đi 20.000 thôi. 20.000 thôi. Đấy. 335 triệu. Ok anh. Rồi, ok, đợi em tí. Mò Linh này, hai em Mò Linh này đang chờ ra rửa dọn, hôm nay sẽ lên sóng. Tiếp theo một em Vios G mới đi có 2.500 cây thôi, mới nhất cập bến siêu thị ô tô Bình Dương trong buổi sáng đây. 2019 mới đi có 2.500 cây, siêu cọp luôn, để ăn ra nhé. Đấy, số tự động ấy, bản G là bản tự động ấy, màu đen. Một em Hyundai Accent cũng mới cập bến lúc sáng nay, 2019 số tự động bản tiêu chuẩn, đang chạy 50.000 chuẩn đường Sài Gòn. Đó, cũng rất là đẹp nha anh chị nhá. Đấy, đây là số tự động màu trắng này. Sedona thì em bán rồi, Corvette em bán rồi. Một em Spark này 2016 anh chị nhá. Spark số sàn bản đủ, mới đại chạy 64.000 chuẩn thôi. Em này đang là 188 triệu thì bác anh chị ơi. Vẫn còn bỏ theo xe luôn mà nội thất rất là đẹp này. Em này thì em ăn tổng xe cho khách hàng nhé, em này cũng thâu lại 188 triệu, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, tối nay thì em ăn sẽ like và báo giá chuẩn xác cũng như là quay video cụ thể hơn. Đây thì em ăn ngẫu hứng, em ăn quay cho anh chị coi. Đấy, em này máy 1.2 nhé, số sàn 188 triệu là có em này rồi. Mazda 3 màu xanh đen này 2017 và bản đây là bản facelift, bản tay điện tử anh chị nhé. Chạy 56.000 chuẩn 2017. Đây này thì đang là 529 triệu. Đấy, xa xa kia là một em Tuler máy dầu 2016 665 triệu.
Ok, vậy thôi em An vừa gửi đến tất cả chị Hoàng tình yêu rất nhanh một loạt những mẫu xe mới về, và ngày hôm nay thì ngày đẹp nên em An giao khá nhiều xe. Cảm ơn chị rất nhiều, và chị mua xe thì ủng hộ em An đấy chị nhá. Bye bye.